Làm cách nào để có thể loại bỏ được tình trạng da sần sùi khiến da của chúng ta láng mịn hơn, đồng thời sẽ loại bỏ được tình trạng da không đều màu khiến da chúng ta căng bóng và sáng đều màu hơn? Trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn một cái combo ở trên đây. Combo này thì cá nhân Hương đang sử dụng, đồng thời đang hướng dẫn rất là nhiều các khách hàng sử dụng, đem lại cho bạn một cái làn da mà căng bóng hơn, đều màu hơn và mịn màng hơn. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới, để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Rồi quay trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay thì có hai vấn đề chúng ta cần phải xử lý trên cái tình trạng làn da. Thứ nhất là giảm cái độ sần sùi của làn da để khiến làn da của chúng ta mịn màng hơn. Có rất là nhiều các bạn chúng ta gặp tình trạng mụn nó ít thôi, có thể là một xíu mụn ẩn thôi, nhưng mà sờ trên da của chúng ta nó không láng mịn, nó gồ ghề. Điều này cũng có thể khiến cho làn da các bạn nó bị trông già nua đi hơn và mất tự tin hơn. Điều thứ hai là hầu hết phụ nữ Việt Nam chúng ta đều có tình trạng là da dầu đến hỗn hợp thiên dầu. Dù không có tình trạng nám da hay tình trạng tàn nhang, nhưng mà da bạn nó sẽ loang lổ, không đều màu và không được sáng mịn. Vậy làm cách nào đó để có thể khiến da chúng ta sáng hơn một chút và đều màu hơn, có độ căng bóng hơn? Vậy ở đây, cái chu trình Hương chia sẻ đến đây, chúng ta sẽ bao gồm có 3 phần chính trong chu trình này. Đồng thời ở cuối video, Hương sẽ chia sẻ đến bạn buổi sáng, buổi tối chúng ta kết hợp các hoạt chất này với nhau như thế nào. Hãy cố gắng ở lại đến cuối của video nha. Bước đầu tiên Hương muốn đưa vào trong chu trình này đó chính là bước cấp ẩm cho làn da. Và serum Hương sử dụng trong chu trình này đó chính là serum có chứa HA. Thì HA ở đây Hương đã chia sẻ rất là nhiều các video phía trước. Một phân tử HA có thể ngậm đến 1.000 phân tử nước, do vậy có khả năng hút ẩm và cấp ẩm cho làn da nó vô cùng mạnh mẽ. Và bạn biết rằng là cái nguyên nhân lớn nhất khiến cho tình trạng da của bạn nó bị sần này, nó bị tăng tiết dầu nhiều hay là bã nhờn nhiều, đó chính là do làn da bạn bị thiếu ẩm. Thì khi da thiếu ẩm, cơ chế làn da lại cần phải tự tăng dầu, tăng bã lên để bù ẩm cho làn da. Do vậy nó rất dễ gặp tình trạng là lỗ chân lông to, đồng thời là có bít tắc. Và ngoài ra khi da thiếu ẩm, nhất là độ tuổi tầm ngoài 30 rồi thì da sẽ bị nhăn nheo hơn này, nhạy cảm hơn này, đồng thời là da sẽ bị xỉn màu hơn. Do vậy chỉ cần cấp ẩm đủ cho làn da thôi thì da bạn đã khác rồi. Và serum Hương chia sẻ đến bạn ở đây đó chính là serum HA của nhà Skinavit. Và có rất là nhiều các hãng serum trên thị trường, bạn hoàn toàn có thể tham khảo để đưa vào trong chu trình của mình. Bước thứ hai đó chính là bước giảm sần sùi cho làn da khiến da bạn láng mịn hơn. Vậy chúng ta quay lại cái nguyên nhân tại sao làn da của bạn sần sùi. Thì điều đầu tiên lớn nhất đó chính là do da của bạn có sự bít tắc. Tức là bạn có thể có các tế bào da cỗi, bụi bẩn này, rồi dầu thừa này, rồi có thể là kem chống nắng này, còn sót lại đúng không? Điều thứ hai lớn nhất đó chính là tế bào da cỗi ở trên da của bạn. Thông thường thì da của chúng ta sẽ có một cái chu kỳ đổi mới khoảng tầm là 28 đến 30 ngày. Tuy nhiên càng lớn tuổi thì chu kỳ này nó càng bị kéo dài ra và cái sự thay mới nó không đồng đều. Do vậy trên da của chúng ta còn sót lại rất là nhiều các tế bào da cỗi. Điều này khiến da bạn nó sần sùi hơn. Vì thế bạn có thể bổ sung thêm những hoạt chất nào đó giúp bạn có thể là bình thường sừng hóa, tăng tốc đổi mới tế bào. Thì ở đây có hai sản phẩm Hương đưa vào trong chu trình. Sản phẩm đầu tiên đó chính là dẫn xuất của vitamin A là adapalene, một thành phần rất là quen thuộc là calanzit MF. Và thành phần thứ hai Hương sử dụng trong chu trình đó chính là retinol 0.5%. Thì cả hai cái sản phẩm này được coi là người anh em của nhau. Và tại sao lại sử dụng hai sản phẩm này? Điều đầu tiên này là cái làn da của chúng ta chủ yếu là da dầu hỗn hợp thiên dầu. Do vậy khi đến tháng này, khi thay đổi nội tiết tố này hay thay đổi môi trường thì da vẫn có thể gặp tình trạng mụn. Thì cái calanzit MF ở đây hay là thành phần adapalene sẽ hỗ trợ chúng ta là kiểm soát cái tình trạng mụn để tránh mụn lên ồ ạt, đồng thời cũng hỗ trợ tăng tốc đổi mới tế bào nó rất là ổn. Và sản phẩm này tập trung vào điều trị mụn thì Hương sẽ sử dụng khoảng tầm là 2 lần cho đến 3 lần một tuần tùy theo tình trạng da. Nếu mà lên nhiều mụn hơn thì sẽ sử dụng tần suất nhiều hơn, còn ít thì sẽ giảm xuống để duy trì khoảng 1 đến 2 lần một tuần. Tiếp theo thì ở cái độ tuổi ngoài 30 rồi thì da sẽ xuất hiện tình trạng lão hóa rất là nhiều. Thì cũng là dẫn xuất của vitamin A, nhưng retinol lại thiên nhiều hơn về chống lão hóa và khả năng trị mụn nó ít hơn. Vì vậy nếu mà chúng ta chỉ sử dụng một mình cái retinol này thì khả năng mà mụn có thể tái phát trở lại rất là nhanh chóng. Vì thế thì Hương sẽ sử dụng song song cả hai hoạt chất này. Hương sẽ sử dụng cái thành phần là retinol để hỗ trợ là chống lão hóa, tăng sinh collagen, cấp ẩm cho làn da và khiến da có độ láng mịn hơn.
Tuy nhiên với tình trạng mà da dầu, hỗn hợp thiên dầu thì đặc biệt lưu ý rằng các thành phần như là adapalene này hay retinol sẽ ưu tiên lựa chọn là dạng gel này hay dạng serum này để tránh tình trạng biết tắc. Và có rất là nhiều bạn khi chúng ta sử dụng retinol để chống lão hóa ấy, thì bình thường da đang không có mụn, chỉ là lỗ chân lông to thôi. Nhưng mà bạn lại sử dụng là cái dạng là dạng cream và chính chúng sẽ gây biết tắc cho làn da của bạn và khiến da của bạn bị sần sùi và nổi nhiều mụn hơn. Vậy thì tác dụng của hai cái thành phần này Hương đưa thêm vào là gì? Đầu tiên là giúp hỗ trợ bình thường sùng hóa, và nếu như có mụn ẩn thì sẽ giải quyết mụn ẩn rất là nhanh chóng. Thứ hai là hỗ trợ tăng sinh collagen và elastin. Thứ ba này, khi làn da của chúng ta mà nó đổi mới tế bào nhanh chóng hơn thì các hoạt chất khác cũng sẽ hấp thu vào làn da được tốt hơn. Rồi sau khi chúng ta xong bước thứ hai là giảm sần sùi cho làn da rồi thì bước thứ ba đó chính là hỗ trợ làm sao để da chúng ta nó được sáng hơn và đều màu hơn. Thì ở đây có hai cái thành phần Hương đưa thêm vào trong chu trình này, đó chính là thành phần niacinamide và vitamin C. Nếu bạn đã xem qua rất là nhiều các video phía trước của Hương thì bạn sẽ biết đến hai cái thành phần quen thuộc này. Vitamin C thì hỗ trợ da của bạn nó sáng hơn, đều màu hơn, quan trọng là bảo vệ da của bạn tốt hơn, nhất là khi chúng ta sử dụng vitamin C vào buổi sáng và kết hợp trước bước kem chống nắng. Thì ở đây cái nồng độ là 10%, do vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng với cái tần suất nhiều. Thứ hai là niacinamide, ở đây thì hỗ trợ da của bạn có thể là cấp ẩm này, hàng rào bảo vệ da nó tốt hơn này, thu nhỏ lỗ chân lông này, đồng thời sẽ là hỗ trợ làn da của bạn sáng hơn và đều màu hơn. Thì khi chúng ta kết hợp trong cùng một chu trình có hai hoạt chất làm sáng da, nó sẽ tăng hiệu quả hơn rất là nhiều. Và ngoài ra, nếu bạn là một tình trạng da dầu, hỗn hợp thiên dầu thì thỉnh thoảng bạn vẫn có thể bị lên mụn, vì thế sẽ thêm một cái sản phẩm chấm điểm mụn ở đây Hương sử dụng, đó chính là Calandit C với cái thành phần là kháng sinh clindamycin và adapalene. Thì khi nào chúng ta có mụn, chúng ta sẽ thoa vào cái vùng đó hay là chấm điểm mụn thôi. Và phần tiếp theo đó chính là chu trình buổi sáng buổi tối sẽ sử dụng như thế nào để bạn có thể tham khảo. Trước khi bước vào phần này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới. Thì cái chu trình này Hương sẽ sử dụng, thứ nhất là vào buổi sáng sẽ sử dụng là serum vitamin C, làm sạch da với tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt, sau đó sẽ thoa serum HA, rồi đợi khoảng tầm 5 phút để da chúng ta khô ráo một chút, sau đó sẽ thoa là serum vitamin C, sau đó sẽ là kem chống nắng. Tất nhiên vào buổi trưa bạn sẽ cần phải bôi lại kem chống nắng rồi, và bạn sẽ kích vào những cái link ở phía trên để xem cách thoa lại kem chống nắng như thế nào. Còn sau đây là chu trình buổi tối, thì buổi tối chúng ta sẽ thêm nhiều hóa chất treatment hơn để hỗ trợ da của bạn có thể sửa chữa này hay là làm tốt các vấn đề khác trên da của bạn. Thương sẽ sử dụng cả ba cái thành phần là niacinamide, retinol và adapalene. Thì đối với Hương thì vào ngày chẵn thì sẽ sử dụng là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, serum HA này, khoảng Calendit MS một tuần khoảng 2 đến 3 lần, có thể là 2, 4, 6 hoặc là 2, 4. Sau đó là dưỡng ẩm ở phía sau để ổn định cái tình trạng mụn. Sau đó vào những cái ngày này, những ngày còn lại, Hương sẽ sử dụng là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, serum HA, sau đó đến serum niacinamide, sau đó đến serum có chứa retinol và dưỡng ẩm. Tức là Hương sẽ sử dụng là cả niacinamide và retinol trong cùng một chu trình và cùng một buổi tối. Thì cách này, nếu bạn đã xem cách kết hợp giữa niacinamide và retinol, bạn biết rằng là để sử dụng được cả hai sản phẩm trong cùng một chu trình thì da bạn phải đảm bảo rằng là rất là khỏe. Còn nếu không, bạn mới bắt đầu sử dụng, có thể tham khảo cách là chúng ta sử dụng xen kẽ. Ví dụ một ngày chúng ta sử dụng niacinamide, còn ngày còn lại chúng ta sử dụng retinol, sau đó chúng ta mới tăng lên để kết hợp sử dụng trong cùng một ngày. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về một cái chu trình, một phác đồ bạn có thể tham khảo để giúp da của bạn láng mịn hơn và đều màu hơn. Vậy bạn hãy tham khảo xem trong chu trình của mình còn thiếu điều gì, và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.